chợ có mùi nào và bao nhiêu tuổi mà ai ai cũng bao rằng chờ mẹ bảo sao vậy anh? Cái thằng Tâm á, đánh nó cọc cằn, sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa được cùng nhau kết nghĩa cháu. Cho em biết anh lại sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng chỉ gửi buồn cho người đi kẻ. Chàng ơi anh nè, anh biết không sao em? Bộ đội em vội dài xuống Long Xuyên rồi rồi lên Châu Đốc, nhìn những chỗ thuyền quân xa pháo hồng còn rải ra mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Trời ơi tội nghiệp ra, người yêu của anh quá. Em giả đò đi chào kia nhà thăm mai bác cho đỡ buồn, nghe bác nói thơ nào anh cũng nhắc tới em Hồng, bây giờ có chồng ở ở đâu chưa? Đọc thơ anh em mừng tương khóc và không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bên sông xa lững lờ con nước lớn, đợi anh về sẽ giặt áo ở bờ sông. Mình chưa hẹn, anh sẽ sửa cái tánh cọc cằn để mẹ quý em yêu, đêm qua phà Cần Thơ nhìn theo con nước lớn à. Có dòng nước nào về chợ mới để thăm em? Ừ, dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê anh nhắn thăm đôi điều rằng trông thấy chiếc áo nàng thương, dòng sông chờ mỗi người ơi thương nhớ hoài, dù chưa hẹn trầu cao. Rồi gặp anh hai anh bảo, bảo anh bây giờ đã là thượng sĩ lính quèn mà cưng, tính nết hiền lành được đồng đội thương dân quý. Nghe nói chưa trò
nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng tươi cười. Giờ đi bộ đội đó nha, mà anh nay đã đơn người. Nếu chưa có nơi nào gắn nghĩa, chờ anh về mẹ sẽ làm đám cưới cho con. Em vội chạy ra sau, hai tay ôm mặt khóc, nước mắt thương chờ cứ chạy mãi giữa lòng son. Giờ mới đón anh đón người để mai, còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về. Bà con cô bác nghĩ coi, yêu nhau hỏi gì mà sao không buồn cho được bà con quý vị. Anh nhớ về thăm em đó nha. Tuy có buồn nhưng anh không dám giận, bởi cha mẹ nào chẳng vì hạnh phúc của riêng con. Lỡ một lần sẽ duyên không phải bên, là trọn đời chút khổ mà. Còn bóng dặn chứ nhớ cưng nhiều, nhớ chờ mãi thủy chung, nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng khăng khái, nhớ bên sông xưa em giặt áo buổi trưa hè. Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, mẹ đã bằng lòng rồi, em chẳng còn sợ mất. Mình vẫn là chờ mãi, chỉ sao năm chờ có lâu lâu đó anh không ơi. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và một lần nữa cảm ơn tiếng hát của